Điển bất ngờ có động thái quân sự mới khiến Nga lo lắng. Ukraine đã tạm thời vượt qua cơn khát vũ khí. Ông Putin khẳng định quân đội phương Tây đã có mặt tại Ukraine từ lâu. Tiêm kích Phần Lan áp sát phi đội máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga trên biển Baltic. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson mới đây cho biết, trong bối cảnh Nga quân sự hóa ngày càng tăng, việc tăng cường phòng thủ cho hòn đảo nơi được gọi là tàu sân bay khổng lồ chính là ưu tiên hàng đầu. Cụ thể, đây sẽ là một trong những vấn đề đầu tiên trong chương trình nghị sự với các đối tác trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Thủ tướng Kristersson cũng đưa ra lưu ý, sự hiện diện quân sự của Thụy Điển tại Gotland luôn ở mức không đáng kể và các quốc gia NATO khác ở Bắc Âu thường nói rằng đây là một điểm yếu nghiêm trọng đối với Liên minh. Về vấn đề này, ông Kristersson đề nghị tập trung vào các vấn đề liên quan đến việc triển khai lực lượng ở biển Baltic, trong đó có kế hoạch giám sát và tàu ngầm. Gotland là một trong những hòn đảo lớn nhất nằm ở miền nam Thụy Điển, nằm cách đất liền 100 km và cách vùng đất Kaliningrad của Nga 330 km, nơi hạm đội Baltic của Nga đặt trụ sở chính. Gotland có diện tích 3.140 km2, chiếm chưa tới 1% tổng diện tích đất của Thụy Điển. Khu vực này bao gồm các đảo nhỏ Faroe và Gotska Sandön về phía bắc, quần đảo Kanso về phía tây. Nhờ vị trí địa lý, Gotland đóng vai trò chủ đạo trong thương mại vùng Baltic trong nhiều thế kỷ giữa Tây Âu và Nga. Vào năm 2015, người đứng đầu chính quyền Gotland, Cecilia Schelin Sedegaard, đã so sánh hòn đảo này với một tàu sân bay có thể được sử dụng để chống lại Nga. Theo bà, có thể bắn tên lửa từ hòn đảo hoặc đảm bảo đường đi cho tàu thuyền đến Saint Petersburg hoặc các bến cảng khác của biển Baltic. Theo tờ Financial Times, sau khi gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương, Thụy Điển có thể trở thành trung tâm hậu cần của Liên minh để tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều chuyển quân của NATO. Cựu Thủ tướng Calvin nói rằng tư cách thành viên NATO của Thụy Điển sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả phòng thủ và răn đe ở Bắc Âu. Việc chuyển quân và thiết bị qua Gotland có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc phòng thủ của Latvia, Litva và Estonia. Ngoài ra, việc sử dụng lãnh thổ Thụy Điển cho hoạt động hậu cần sẽ làm giảm sự phụ thuộc của các nước vùng Baltic vào hành lang Suwalki. Tuy nhiên, đồng thời, Thụy Điển phản đối việc triển khai các căn cứ thường trực của NATO trên lãnh thổ nước này. Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billström cho biết, tất nhiên sẽ có các đơn vị NATO ở Thụy Điển, nhưng chúng tôi không muốn có các căn cứ NATO lâu dài. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã lên tiếng chỉ trích về việc Nhà Trắng yêu cầu Quốc hội cung cấp kinh phí hỗ trợ cho Ukraine. Ông nhấn mạnh việc này mang tính hủy hoại đối với cả chính Mỹ và phần còn lại của thế giới. Ông cho biết một số quan chức cấp cao của Washington đã thừa nhận sự tham gia của Mỹ vào cuộc xung đột ở Ukraine và điều này có thể gây ra những hậu quả khó lường. Theo Reuters, phát biểu trên được đưa ra ngay sau khi Washington công bố viện trợ quân sự mới trị giá 300 triệu đô la Mỹ, tương đương 7.366 tỷ đồng cho Kiev. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan tiết lộ, số tiền trên đến từ khoản tiết kiệm của Lầu Năm Góc trong các hợp đồng mua sắm khác và sẽ bao gồm tên lửa, đạn dược và đạn pháo. Đây cũng là gói viện trợ đầu tiên được gửi trong nhiều tháng qua, trong bối cảnh khoản tài trợ bổ sung trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine đang gặp phải sự chậm trễ tại Quốc hội do các lãnh đạo Cộng hòa chặn lại. Trong khi nói quyết định trên sẽ đảm bảo Ukraine đủ đạn dược, ông Sullivan cũng lưu ý rằng việc cầm cự chỉ trong một thời gian ngắn, cụ thể là trong vài tuần. Thư ký báo chí của Lầu Năm Góc, Pat Schrader, cũng nhấn mạnh việc cung cấp vũ khí từ các khoản tiết kiệm như vậy có thể chỉ xảy ra một lần và không phải là một phương pháp tài trợ bền vững cho Kiev. Trước tình hình này, cuối ngày 12 tháng 3, Tổng thống Andrzej Duda và Thủ tướng Donald Tusk của Ba Lan đã gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng. Theo tờ The New York Post, Thủ tướng Tusk đã gửi thông điệp đến Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, một lãnh đạo Đảng Cộng hòa, rằng ông đang khiến hàng nghìn sinh mạng ở Ukraine gặp nguy hiểm khi biến việc phê duyệt viện trợ cho đất nước bị xung đột tàn phá này thành một vấn đề chính trị. Đây là một trong những tuyên bố mạnh mẽ nhất từ nước ngoài đối với một nghị sĩ Mỹ. Ngoài ra, hãng Bloomberg dẫn dữ liệu từ các nguồn ngoại giao châu Âu xác nhận ông Tusk sẽ có cuộc họp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz vào ngày 15 tháng 3. Ông Scholz và ông Macron dự kiến sẽ tiến hành một cuộc thảo luận riêng trước cuộc họp ba bên. Cuộc trò chuyện sẽ tập trung vào những căng thẳng đang leo thang giữa Pháp và Đức, đặc biệt là sau khi ông Macron mới đây tuyên bố không loại trừ việc triển khai bộ binh tại Ukraine. Ngoài ra, còn có một số tín hiệu tích cực cho Kiev. Reuters cho biết ngày 12 tháng 3, Bộ Quốc phòng Đan Mạch xác nhận nước này sẽ cung cấp một gói viện trợ quân sự mới trị giá khoảng 2,3 tỷ DKK, tương đương 8.266 tỷ đồng, bao gồm hệ thống pháo tự hành Kassa và đạn dược.
Các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu EU cũng đang bàn bạc để thống nhất về việc bổ sung một khoản tiền mới trị giá 5 tỷ euro, gần 134.000 tỷ đồng cho quỹ tài trợ quân sự dành cho Ukraine. Mới đây, Tổng Giám đốc Tập đoàn Truyền thông Quốc tế Nga ngày nay, ông Dmitry Kiselev, đã có một buổi phỏng vấn độc quyền với Tổng thống Putin. Buổi phỏng vấn này nhằm làm rõ thêm thông tin của thông điệp liên bang ngày 29 tháng 2. Ông Dmitry Kiselev cho biết, cuộc trò chuyện bắt đầu với việc thảo luận về các kế hoạch kinh tế tham vọng nhất của Nga. Điều này bao gồm việc xây dựng đường cao tốc Sochi-Dezhuga và việc đánh giá khả năng của đất nước này trong việc thực hiện các dự án đã công bố. Ông Kiselev hỏi, nói chung không phải là quá tự phụ sao? Tổng thống Putin khẳng định, không. Trong lời giải thích sau đó, ông chủ điện Kremlin đã đề cập đến tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa từng thấy, được ghi nhận không chỉ bởi các tổ chức kinh tế và tài chính quốc tế, mà còn bởi cơ quan chức năng trong nước. Ông Kiselev đặt câu hỏi, chúng ta có cần thảo luận về việc thành lập một cơ quan đặc biệt nào đó để chống lại áp lực của phương Tây hay không? Tổng thống Putin khẳng định, không cần thiết. Ông cũng nhấn mạnh rằng, một số biện pháp trừng phạt, dù là quân sự hay kinh tế, chỉ mang tính chất chính trị và biểu tình thuần túy. Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng đề cập đến một số vấn đề quan trọng liên quan đến tăng trưởng kinh tế. Ông nhấn mạnh việc cần phải tiến hành tái cơ cấu và đặt sự tập trung vào các ngành công nghiệp đổi mới. Bên cạnh đó, ông Putin cũng bổ sung thêm về việc chi tiêu cho quốc phòng, cho biết số tiền này vẫn tương đối nhỏ so với cả thời kỳ Liên Xô cũ và Mỹ. Ông cho biết toàn bộ hệ thống công nghiệp quân sự đều đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế. Nhiệm vụ chính là mỗi đồng rúp đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng đều đem lại lợi nhuận tối đa. Rất nhiều sự chú ý đã được dành cho hoạt động quân sự. Ông Kiselev hỏi, làm thế nào để tiến lên với tổn thất tối thiểu? Ông Putin đã trả lời theo cách nói của mình, một câu trả lời đơn giản rằng, chúng ta cần tăng cường các phương tiện tấn công, số lượng và sức mạnh của các phương tiện tấn công, tăng hiệu quả của các lực lượng và phương tiện được sử dụng. Tổng thống Putin cũng khẳng định, Nga sẵn sàng chấp nhận các sáng kiến hòa bình. Tuy nhiên, ông cảnh báo, các quốc gia không thân thiện thường chỉ nhắc đến điều này khi họ cảm thấy cần thiết. Ông lưu ý không nên rơi vào những chiêu trò như vậy. Ông Putin cho biết, chúng tôi đã được hứa rất nhiều thứ, nhưng chỉ hứa thôi thì chưa đủ. Bây giờ phải đàm phán chỉ vì họ sắp hết đạn là điều nực cười về phía chúng tôi. Ông nhấn mạnh rằng, Moscow sẽ hài lòng không phải với sự tạm dừng mà đối thủ muốn thực hiện để tái vũ trang, mà thay vào đó, Nga muốn thực hiện một cuộc đối thoại nghiêm túc, mang lại đảm bảo về an ninh cho Liên bang Nga. Trong khi đó, một số nhà lãnh đạo lại lựa chọn con đường hoàn toàn khác. Ví dụ, Tổng thống Pháp Macron không loại trừ việc gửi quân của NATO tới Ukraine. Tổng thống Putin nói, quân đội của các nước phương Tây đã có mặt ở Ukraine từ lâu. Họ đã có mặt ngay cả trước cuộc đảo chính và sau cuộc đảo chính. Số lượng của họ đã tăng lên rất nhiều. Nếu chúng ta đang nói về lực lượng quân sự chính thức của nước ngoài, thì tôi chắc chắn rằng điều này sẽ không thay đổi được tình hình trên chiến trường. Đó là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, vẫn chưa có sự xác định về một cuộc đụng độ trực tiếp với phương Tây. Ông Putin tuyên bố, Mỹ tuyên bố sẽ không gửi quân. Chúng tôi biết quân Mỹ sát lãnh thổ Nga là gì, họ là những kẻ can thiệp. Chúng tôi sẽ xử lý theo cách của chúng tôi, ngay cả khi họ xuất hiện trên lãnh thổ Ukraine. Mặc dù có sự mở cửa trong đàm phán, Nga vẫn đang xem xét mọi phương án, thậm chí là những phương án khó tin nếu các quốc gia không thân thiện tiếp tục leo thang. Giám đốc Kiselev hỏi ông Putin, chúng ta đã thực sự sẵn sàng cho xung đột hạt nhân chưa? Ông chủ điện Kremlin khẳng định, từ quan điểm kỹ thuật quân sự, tất nhiên chúng tôi đã sẵn sàng. Vũ khí luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Bộ ba của chúng ta hiện đại hơn bất kỳ bộ ba tương tự của đối thủ nào khác. Những bộ ba mạnh nhất chỉ có thể ở đất nước chúng ta và trên thực tế có cả ở người Mỹ. Nhưng chúng ta đã tiến bộ hơn nhiều, điều này các chuyên gia phương Tây cũng biết rõ. Trong khi đó, Moscow tỏ ra hoài nghi về việc sử dụng hạt nhân như một biện pháp thể hiện sức mạnh. Tổng thống Putin khẳng định nếu Mỹ quyết định thực hiện điều này, Nga sẽ thực hiện các biện pháp tương tự. Về tương lai mà Tổng thống Putin muốn để lại cho thế hệ tương lai, ở giai đoạn đầu tiên cần hoàn thành tất cả những điều đã được nêu trong thông điệp của Liên bang vào cuối tháng 2 năm nay. Tổng thống nhấn mạnh, chúng tôi có những kế hoạch lớn có tính chất rất cụ thể trong lĩnh vực phát triển kinh tế, lĩnh vực xã hội, hỗ trợ làm mẹ, tuổi thơ, gia đình có con cái, hỗ trợ người hưu trí. Tất nhiên, Nga phải tự chủ trong việc đảm bảo an ninh quốc phòng. Tất cả người Nga sẽ cùng làm việc này, chỉ khi đó tương lai mới được đảm bảo. Ngày 12 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video cho thấy các máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 đang tiến hành hoạt động tuần tra trên biển Baltic. Theo đoạn video, trong hoạt động tuần tra lần này có sự xuất hiện của hai tiêm kích FA-18 Hornet của Phần Lan
một trong số chúng bay song song với oanh tạc cơ của Nga, trong khi tiêm kích còn lại theo sát ở phía sau. Đặc biệt, một trong hai tiêm kích này được trang bị tên lửa không đối không AIM-9. Trong khi đó, các máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga đã được hộ tống bởi phi đội Su-35S được trang bị tên lửa hành trình chống hạm KH-32. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định tất cả các chuyến bay của lực lượng hàng không vũ trụ của họ đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận và không tiếp cận nguy hiểm với các máy bay của các quốc gia khác. FA-18 Hornet là dòng máy bay tiêm kích ném bom do hãng McDonnell Douglas và Northrop Corporation thiết kế và phát triển từ những năm 1970. Máy bay có trọng lượng khoảng 11 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa lên đến 22 tấn. Sức mạnh của máy bay được cung cấp bởi hai động cơ phản lực cánh quạt General Electric F404 cho phép bay với tốc độ tối đa Mach 1.8, tương đương 1.915 km/h, bán kính chiến đấu đạt 740 đến 1.065 km. Với vai trò kiểm soát ưu thế trên không, FA-18 có thể được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau từ tên lửa không đối không đến tên lửa không đối đất, cùng một khẩu pháo 20mm 6 nòng M61A1 Vulcan. Trong khi đó, Tupolev Tu-22M3, NATO gọi là Black Friday, là biến thể hiện đại nhất của máy bay ném bom tầm xa Tu-22M của Không quân Nga cho tới thời điểm hiện tại. Tuy Tu-22M3 đã có tuổi đời hơn 40 năm khi lần đầu bay thử vào năm 1977, nhưng uy lực của dòng máy bay này vẫn khiến cho các đối thủ phải e ngại. Tu-22M3 có trọng lượng tối đa khi cất cánh vào khoảng 124 tấn, sải cánh tối đa rộng 34,28 m, dài 42 m và cao 11 m. Tu-22M3 là máy bay được chế tạo theo công nghệ cánh cụp cánh xòe. Nó có thể bay với vận tốc hơn 2.300 km/h với độ cao tối đa hơn 13.000 m. Ngày 12 tháng 3, trong bài phát biểu trước tiểu ban vũ trang Hạ viện Mỹ, chuyên gia phân tích tình báo Jeffrey McCormick của Trung tâm Tình báo Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Mỹ đã chỉ ra rằng kho vũ khí siêu vượt âm hàng đầu thế giới là kết quả của 20 năm nỗ lực của Trung Quốc. Ông McCormick lưu ý, Trung Quốc hiện đang dẫn đầu trong việc phát triển, thử nghiệm và triển khai các vũ khí siêu vượt âm vượt qua cả Nga. Trong khi đó, Mỹ vẫn đang cố gắng bắt kịp loại vũ khí có tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh này. Ông McCormick cũng nhấn mạnh, nỗ lực của Trung Quốc nhằm thúc đẩy công nghệ và năng lực vũ khí thông thường, cũng như vũ khí hạt nhân, thông qua việc tăng cường và tập trung đầu tư, phát triển, thử nghiệm và triển khai. Theo ông McCormick, một trong những vũ khí siêu vượt âm nguy hiểm nhất của Trung Quốc là DF-17, một loại tên lửa đạn đạo tầm trung được trang bị vũ khí siêu vượt âm. Được triển khai từ năm 2020, DF-17 có tầm bắn ít nhất là 1.600 km. Cho phép nó tiếp cận căn cứ quân sự và các tài sản của hạm đội Mỹ ở Tây Thái Bình Dương. Ông McCormick cũng đề cập đến việc Nga đã sử dụng các loại vũ khí này ở Ukraine, nhưng họ vẫn thụt hậu so với Trung Quốc về tổng số lượng và các hệ thống phụ trợ. Bất chấp nhiều nỗ lực, quân đội Mỹ vẫn chưa trang bị được bất kỳ loại vũ khí siêu vượt âm nào. Cả không quân và lục quân Mỹ đều đặt mục tiêu trang bị loại vũ khí này vào năm 2022 và 2023. Tuy nhiên, cả hai lực lượng đều gặp khó khăn trong quá trình thử nghiệm. Kết quả là không quân Mỹ đã phải chuyển sang sử dụng một loại vũ khí khác, trong khi lục quân khôi phục kế hoạch thử nghiệm trong năm tài chính 2025. Phát biểu trước tiểu ban, giám đốc chuyên trách về vũ khí siêu vượt âm của quân đội Mỹ, James Weber cho biết, Lầu Năm Góc đã đầu tư hơn 12 tỷ đô la Mỹ từ năm 2018 vào việc phát triển hệ thống vũ khí tấn công siêu vượt âm nhằm cung cấp đa dạng các năng lực trên đất liền, trên biển và trên không. Trong khi đó, ngày 13 tháng 3, hãng thông tấn RIA Nga đưa tin, Tổng thống Putin nói việc Nga tạo ra tên lửa siêu vượt âm Avangard đã vô hiệu hóa toàn bộ các khoản đầu tư của Mỹ vào hệ thống phòng thủ tên lửa. Trả lời nhà báo Dmitry Kiselev của hãng thông tấn RIA và kênh truyền hình Russia 1, Tổng thống Putin cho biết, một trong những thành phần chính giúp chúng tôi vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa là Avangard, một tên lửa liên lục địa. Bất chấp áp lực từ phương Tây, nền kinh tế Nga vẫn được đánh giá là ổn định, tạo bước đệm quan trọng giúp Tổng thống Putin thu phục lòng tin của cử tri. Một cuộc khảo sát mới nhất được thực hiện bởi trung tâm Levada ở Moscow cho thấy 86% người dân Nga ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin trước thềm bầu cử tuần này. Một nhân viên văn phòng 25 tuổi tên Sergei cho biết, anh cảm thấy an tâm khi có việc làm ổn định và hệ thống phúc lợi y tế tốt. Anh Sergei phủ nhận mọi ý kiến rằng các biện pháp trừng phạt quốc tế đã làm cho Nga trở nên nghèo hơn, anh nhấn mạnh. Là một công dân Nga bình thường, tôi không nhận thấy bất kỳ ảnh hưởng nào từ các biện pháp trừng phạt. Điều này được nhiều người Nga đồng tình mặc dù trong 2 năm qua, một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu như trái cây, cà phê và dầu ô liu đã tăng giá nhanh chóng. Hầu hết các thương hiệu toàn cầu đã biến mất khỏi thị trường hoặc được tái sinh dưới dạng các thương hiệu tương đương do những gương mặt mới thân thiện với chính phủ Nga làm chủ. Ngày càng nhiều ô tô Trung Quốc xuất hiện trên các con đường ở Moscow,
và những người muốn mua mỹ phẩm cao cấp từ phương Tây có thể phải chấp nhận bỏ cuộc. Tuy nhiên, ngoài những điều đã đề cập không có nhiều thay đổi về mặt kinh tế đối với đa số người dân Nga, hơn 2 năm sau khi Tổng thống Putin phát động cuộc chiến ở Ukraine, điều khiến Nga phải đối mặt với hàng loạt lệnh trừng phạt sâu rộng, đồng thời cắt đứt phần lớn hoạt động thương mại giữa các nước với châu Âu, Mỹ cùng các đồng minh của họ. Sự ổn định kinh tế được cảm nhận trong dư luận đóng vai trò quan trọng, làm bệ phóng cho Tổng thống Putin khi ông chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3, mở đường cho nhiệm kỳ thứ 5 kéo dài 6 năm. Trong cuộc bầu cử này, các đối thủ của ông Putin là những chính trị gia ít tên tuổi, bao gồm lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do, Leonid Slutsky cùng với các nghị sĩ Vladislav Davankov và Nikolai Kharitonov. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh lạm phát đang cao hơn mức mong đợi, đạt 7%, gần gấp đôi mục tiêu 4% của Ngân hàng Trung ương Nga. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp vẫn duy trì ở mức tương đối thấp và nền kinh tế Nga dự kiến sẽ tăng trưởng 2,6% trong năm nay, gấp đôi so với dự báo trước đó của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Con số này vượt xa mức tăng trưởng ước tính là 0,9% của khu vực châu Âu, ông Andrei Fedotov, 55 tuổi, người dân thủ đô Moscow chia sẻ. Tất nhiên là có những khó khăn, nhưng chúng liên quan đến tình hình chung trên thế giới. Chúng tôi biết rất rõ điều này, nhưng chúng tôi tin rằng Nga sẽ vượt qua tất cả. Ông Fedotov, người làm việc trong lĩnh vực giáo dục cho biết thêm, vật giá tăng cao khiến tôi không vui, giống như bất kỳ người tiêu dùng nào khác, nhưng nó gắn liền với thời đại chúng tôi đang sống và rồi sẽ trôi qua thôi. Giám đốc quản lý thương hiệu Irina Novikova, 39 tuổi, vẫn tỏ ra lạc quan trước bối cảnh vật giá tăng, cô cho biết. Tất cả chúng tôi đều thấy một số hàng hóa đã biến mất, nhưng bù lại hàng nội địa xuất hiện nhiều hơn, nông sản dồi dào hơn. Các ngành công nghiệp có thể gặp khó khăn, chúng tôi biết về vấn đề này, nhưng một lần nữa chúng tôi đang điều chỉnh và định hướng lại tư duy của mình, đồng thời cũng bắt đầu tìm đến những người bạn Trung Quốc. Chi tiêu quân sự khổng lồ của Nga đang tạo động lực mạnh mẽ cho nền kinh tế. Chính phủ đã hỗ trợ người mua nhà thông qua việc cung cấp các khoản vay được trợ cấp, góp phần kích thích lĩnh vực xây dựng đang bùng nổ. Một số dự án nhà cao tầng ấn tượng hiện đang mọc lên trên bờ sông Moscow là minh chứng rõ ràng cho sự phát triển mạnh mẽ này. Mặc dù lạm phát tăng cao nhưng không phải là điều quá mới, Nga đã trở nên tự chủ hơn trong việc sản xuất thực phẩm kể từ năm 2014. Khi nước này sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ và phải đối mặt với hàng loạt lệnh trừng phạt từ phương Tây, điều này đã khiến chính phủ Nga áp đặt các biện pháp cấm nhập khẩu nhiều loại thực phẩm từ châu Âu. Chi tiêu theo kế hoạch của chính phủ Nga trong năm nay gần gấp đôi so với năm 2018. Mặc dù vậy, thâm hụt vẫn có thể được kiểm soát nhờ thuế và doanh thu từ ngành dầu mỏ tiếp tục đóng góp. Chính sách nhập khẩu hàng hóa qua các nước thứ ba như Georgia, Kazakhstan hay Uzbekistan vẫn cho phép người dân Nga tiếp tục mua các sản phẩm phương Tây như giày thể thao, điện thoại di động và ô tô, mặc dù với mức giá cao hơn đáng kể. Người dân Nga vẫn có thể mua những chiếc xe hãng BMW, nhưng giá cả lại cao gấp đôi so với ở Đức. Mặc dù IKEA đã đóng góp 17 cửa hàng tại Nga, nhưng các sản phẩm nội thất và gia dụng của họ vẫn được bán trực tuyến cho khách hàng Nga. Mặc dù Apple đã rời đi, một chiếc iPhone 15 Pro Max 512GB vẫn được bán với giá 1.950 USD trên trang bán lẻ Wildberry của Nga, tương đương với giá của sản phẩm này tại Đức. Tuy nhiên, nền kinh tế Nga vẫn phải hứng chịu áp lực. Các công ty phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động do hàng trăm nghìn nam giới đã rời khỏi đất nước sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra nhằm tránh bị gọn nhập ngũ và hàng trăm nghìn người khác đã được điều ra chiến trường. Nga đã chuyển hướng xuất khẩu dầu từ châu Âu sang Trung Quốc và Ấn Độ do các đồng minh của Ukraine tẩy chay. Để tránh các lệnh trừng phạt và không bị áp mức giá trần do phương Tây đặt ra, Nga được cho là đã phải chi hàng tỷ đô la Mỹ để mua một đội tàu chở dầu cũ kỹ, không ký hợp đồng với các công ty bảo hiểm ở Mỹ, Anh hay châu Âu, nhưng bên chắc chắn phải tuân thủ quy định về giá trần. Nga cũng mất thị trường khí đốt tự nhiên sinh lời tại châu Âu sau khi cắt phần lớn nguồn cung qua đường ống. Ngành công nghiệp ô tô đã trải qua sự suy yếu trầm trọng sau khi các nhà sản xuất nước ngoài như Renault, Volkswagen và Mercedes rút lui khỏi thị trường. Tuy nhiên, theo công ty nghiên cứu thị trường World Intelligence, Trung Quốc đã thay thế Liên minh châu Âu EU trở thành đối tác thương mại chính của Nga và các xe hơi Trung Quốc đã nhanh chóng nắm giữ một nửa thị trường ô tô Nga vào năm ngoái. Nhiều công ty nước ngoài khác cũng đã rời bỏ hoặc bán doanh nghiệp của mình cho các đối tác địa phương với giá thấp. Các ví dụ như nhà sản xuất bia Đan Mạch Carlsberg và công ty thực phẩm Pháp Danone đã bị chính phủ Nga tịch thu tài sản của họ. Chuyên gia về kinh tế Nga tại Viện An ninh và Quốc tế Đức Janis Kluk nhận xét, nền kinh tế đóng vai trò rất quan trọng trong tất cả các cuộc bầu cử ở Nga. Đối với hầu hết người Nga, kinh tế thực sự là mối quan tâm lớn nhất. Theo chuyên gia Kluk, kinh tế ổn định là một tín hiệu mà Tổng thống Putin muốn gửi tới giới tinh hoa của đất nước, cho thấy ông vẫn có khả năng kiểm soát tình hình và có sức ảnh hưởng đối với quần chúng. Do đó, các con số cần phải thực tế, không bị thao túng. Tổng sản phẩm quốc nội GDP vẫn chỉ là một con số trừu tượng đối với người dân thông thường,
và tỷ giá hối đoái của đồng rúp không còn mang tính biểu tượng như trước, bởi vì hiện nay hầu hết người Nga gặp khó khăn khi du lịch đến châu Âu và có ít hàng hóa nhập khẩu để mua. Vị chuyên gia nói, điều được quan tâm nhất là lạm phát, và đây là vấn đề mà chính phủ Nga thực sự đã chuẩn bị để đối phó. Ngân hàng Trung ương Nga đã đưa ra biện pháp tăng lãi suất lên 16% để ngăn chặn đà tăng giá đột biến. Chính phủ đã yêu cầu các nhà xuất khẩu chuyển thu nhập từ nước ngoài sang đồng rúp để hỗ trợ đồng tiền quốc gia. Lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu kéo dài 6 tháng từ ngày 1 tháng 3 cũng giúp duy trì giá nhiên liệu ở mức thấp. Ngoài ra, chính phủ cũng cung cấp các khoản vay mua căn hộ với lãi suất ưu đãi, làm tăng cảm giác thịnh vượng của người dân, mặc dù điều này có thể đồng nghĩa với việc chính phủ phải chịu một khoản chi phí lớn. Theo chuyên gia Club, yếu tố then chốt giúp duy trì ổn định kinh tế của Nga là khả năng xuất khẩu dầu và khí đốt tự nhiên cho các thị trường mới ở châu Á. Điều này có thể giúp Nga duy trì mức chi tiêu cho các chương trình quân sự và xã hội vô thời hạn. Rủi ro chính đối với kinh tế Nga lúc này là giá dầu giảm mạnh hiện giao dịch quanh mức 70 đô la Mỹ trên một thùng đối với dầu Urals, trong khi giá dầu thô Brent tiêu chuẩn quốc tế là 83 đô la Mỹ. Dù vậy, sức khỏe tài chính Nga hiện tại vẫn vững chắc hơn so với những gì phương Tây từng kỳ vọng vào hiệu quả của lệnh trừng phạt.